bất kỳ ai khi mà tìm hiểu về finger thì đều dễ dàng nắm bắt được bản chất của nó và có thể nói video này tôi khẳng định nó chính là một cái khóa đào tạo giáo viên finger siêu tốc thậm chí là tôi đi trước tôi đi học tôi không được học đầy đủ bài bản như này và nhờ có thực tế dạy học nhờ có sự nghiên ngẫm mà tôi đã rút được ra những cái quy luật cực kỳ ngắn gọn xúc tích để giúp cho mọi người khi mà tiếp cận với môn finger math này thì có thể dễ dàng sử dụng nó để dạy con mình để dạy học sinh của mình nào các bạn đã sẵn sàng chưa và bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn uh, bản chất của finger math nhật giúp các bạn cách tiếp cận nó và đây chính là cái trình tự mà chúng ta thể sử dụng Chỉ khác ở chỗ là gì với trẻ thì trẻ không cần hiểu trẻ khả năng bắt chiếc rất tốt chúng ta chỉ cần bảo trẻ cách làm và trẻ cứ thế trẻ làm và bạn đừng yêu cầu trẻ hiểu bởi vì sao bởi vì cái nền tảng kiến thức của con chưa có nên các con không thể nhận thức được và nếu cố yêu cầu con hiểu thì sẽ làm cho vấn đề trở nên dối và không để làm gì cả. Đấy và chúng ta tận dụng cái khả năng bắt chước rất là đặc biệt đặc thù của trẻ, khả năng bắt chước rất là tốt của trẻ. Đấy và chỉ cần bảo trẻ cách làm thôi và bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Từ đó trẻ tiếp thu môn toán rất tốt và trẻ tính toán rất nhanh và rất tự tin. Chính vì vậy mà tôi rất là muốn các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo kể cả những thầy cô giáo đã dạy rồi hãy xem video này để lĩnh hội cái phần finger math theo một cái góc nhìn mới theo cái góc nhìn của tôi để có một cái nhìn đầy đủ toàn diện hơn về finger math. Nào à, nội dung thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ đó là quy ước các ngón trên hai bàn tay thứ nhất là tay phải thể hiện những số của hàng đơn vị đây là một 2, 3, 4 và ngón cái này là 5. Đấy. Mỗi một ngón còn lại trừ ngón cái ra là có giá trị là một và ngón cái người ta gọi là anh béo bởi vì nó to hơn những ngón khác ngắn hơn những ngón khác và rõ ràng bốn ngón còn lại là anh gầy và đều có giá trị là một nhá đấy và từ đó đây là năm rồi sáu bảy tám chín Đấy, rất đơn giản. Nào, tôi đếm lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy là những số ở hàng đơn vị từ 0 đến 9. Đây, đây là 0. Và tiếp tục tương tự, ở bàn tay trái sẽ là những số ở hàng chục. 1 ở đây, một ngón ở đây tương đương với 10. Và đây là chính xác 20. 30 40 50 60 70 80 90. Đấy, các bạn thấy không? Rất đơn giản phải không nhỉ? Đấy. Và bây giờ cái môn finger math cũng như một số bạn nó thú vị ở chỗ là giúp chúng ta hiểu về cái cấu trúc của số. Ví dụ số 37 này, 30 7 này, gồm 30 và 7, 30 và 7. Chính vì vậy mà cái việc tính toán nó rất là thuận lợi, thuận tiện. Đấy, 30 7. 20 8 chẳng hạn đấy, 28. Rồi, ví dụ như tôi sinh năm 83, 83. Đấy. Vậy là cái phim môn finger map Nhật này nó sẽ giúp chúng ta tính toán trong cái phạm vi mà từ 0 đến 99 này, 99. Đấy, cao nhất là 99, nhỏ nhất là 0. Tiếp theo, à, tôi sẽ hướng dẫn bạn thì các phép cộng trừ không có kết hợp thì sẽ có hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất là những phép cộng trừ không có kết hợp trong phạm vi từ 0 đến 4 mà không sử dụng đến anh béo đấy, không sử dụng đến à, ngón cái này đấy thì đây tức là các bạn chỉ cần hiểu đơn giản các phép cộng trừ không kết hợp trong phạm vi 0-4 là chúng ta chỉ sử dụng bốn ngón tay này thôi Cộng trừ quanh quẩn 4 ngón tay này ra đấy bạn uh, thu ngón về bung ngón ra quanh quẩn nó chỉ 4 ngón tay này thôi đấy bạn cần hiểu đơn giản như thế lại cộng trừ không kết hợp trong phạm vi từ 0 đến 4 là không có anh béo đây 2 cộng 1 bằng 3 cộng 1 bằng 4 trừ 3 uh, trừ 3 bằng 1 cộng 2 bằng 3 đấy quanh quẩn cộng trừ đi cộng trừ lại nó chỉ quanh quẩn là bốn cái ngón này đà, Thu vào bung ra thôi Đấy là cái trường hợp thứ nhất là cộng trừ không có kết hợp trong phạm vi từ 0 đến 4. Tiếp tục là cộng trừ không kết hợp trong phạm vi từ 0 đến 9. Tức là lúc này chúng ta sẽ sử dụng cả anh béo nữa. Đây. Ví dụ như là 2 cộng 5, 2 cộng 5 bằng, à, bằng 7. 5. 3 hà bằng 8 2 cộng 6 à lúc này chúng ta thấy rằng là chúng ta phải kết hợp hai ngón phải không đấy ngón 5 và hàng ngón 1 đấy, bằng bằng 8 1 cộng 7 à, 5 6 7 à, bằng 7 1 cộng 8 1 cộng 8 5 6 7 8 Đấy Rất là đơn giản Tương tự với phép trừ cũng vậy Ví dụ như đây 9 trừ 7 5, 6, 7 à, Chúng ta thu 7 về Kết quả bằng bằng 2 Rồi là 8 trừ 6 5, 6 bằng, bằng 2 7 trừ 5 à, Chúng ta thu 5 về Đấy Rất là đơn giản để làm được những cái bước này thì bạn chỉ cần nhớ quy ước của các ngón tay trên bàn tay thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy và tương tự với những số hàng chục, với cộng trừ không kết hợp trong phạm vi từ 0 đến 40 cũng vậy nhé. Rồi cộng trừ không kết hợp trong phạm vi 0 đến 90 nhưng là tròn chục nhé. Đấy thì tương tự như vậy. Còn những cái số mà lẻ thì phải hết cái video này chúng ta sẽ làm được một cách rất là đơn giản tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn về phép cộng trừ có kết hợp cộng trừ có kết hợp và cộng trừ có kết hợp sẽ có 3 trường hợp trường hợp thứ nhất là cộng trừ có kết hợp với anh bạn nhỏ. Thứ hai là cộng trừ kết hợp với anh bạn lớn. Và thứ ba là cộng trừ có kết hợp với cả anh bạn lớn và cả anh bạn nhỏ. Tức là hỗn hợp giữa anh bạn lớn và anh bạn nhỏ và một số trung tâm gọi là mix đấy. Thứ nhất là cộng trừ có kết hợp với anh bạn nhỏ. Đây, à, tôi có một cái bảng phía bên dưới đây mà tôi cũng đã tạo một video hát một bài hát về anh bạn nhỏ vậy thì bản chất của anh bạn nhỏ này là gì tôi trước khi mà chia sẻ thì tôi sẽ hát lại cái bài hát anh bạn nhỏ một chút mời các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào anh bạn nhỏ của một là bốn anh bạn nhỏ của hai là ba anh bạn nhỏ của ba là hai anh bạn nhỏ của 4 là 1 1, 2, 3, 4 anh bạn nhỏ Thế tại sao chúng ta lại đi tìm cái mối quan hệ giữa các anh bạn nhỏ này để làm gì Thì với chúng ta thì không nói làm gì chúng ta dễ dàng hiểu và nắm bắt được Tí nữa tôi chia sẻ bạn sẽ thấy Nhưng với trẻ hay sao Trẻ có thể nói rằng là đặc biệt trẻ mầm non tiểu học lớp 1 Bé chưa thể hiểu được bản chất của vấn đề à, Chúng ta chỉ cần là bảo bé nhớ thôi là bé nhớ Đấy, đặc biệt là gắn với bài hát thì bé rất là nhớ và dễ dàng thì ở đây bản chất là gì là 4 ở đây chính bằng à, 5 trừ 1 đấy đây 5 trừ 1 4 đây là phép toán cộng kết hợp với anh bạn nhỏ của 4 đấy và như cái bài hát vừa rồi chúng ta vừa Nghe tôi hát ấy thì anh bạn nhỏ của 4 là, là 1. Ví dụ tôi lấy một ví dụ nhá. hai cộng 4, bạn nhìn ngón tay của tôi có 4 để cộng không? À không phải không nhỉ? À thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 4. Đấy 2 cộng 4 không có 4 để cộng nên chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 4 là 1. Và thực hiện thao tác là ra 5 vào 1 à, bạn vẫn có thể là khó hiểu nhưng mà đơn giản như sau đây bản chất cộng 4 nhưng không có 4 để cộng đấy thì 4 sẽ bằng là 5 trừ 1 đấy, vì đây có cái số 5 là số lớn nhất rồi bằng 5 trừ 1 chính vì vậy mà chúng ta sẽ có hai thao tác một thao tác là ra ngón 5 một thao tác là thu ngón 1 đấy ra ngón 5 chính là cộng 5 trừ 1 chính là đây thu một chính là trừ một bạn hình dung ra không nhỉ đấy, rất đơn giản như thế ví dụ khác 4 cộng 4 này 4 cộng 4 rõ ràng là, là có mỗi anh béo này là 5 thôi và chúng ta dễ dàng sử dụng được cái mối quan hệ giữa anh cái cặp anh bạn nhỏ 4 và 1 thông qua anh béo là 5 bằng cách là ra 5 vào 1 đấy ra 5 nghĩa là cộng 5 vào 1 nghĩa là trừ 1 đấy bạn thấy không Đấy, cộng 4 nghĩa là 5 trừ 1. Kết quả bằng bằng 8, rất là đơn giản như thế. Tương tự với những anh bạn nhỏ còn lại cũng vậy. 3 sẽ bằng 5 trừ 2. 2 sẽ bằng 5 trừ 3. 1 sẽ bằng 5 trừ 4. Đấy. Nhá, tôi lấy mỗi cái một ví dụ bạn sẽ hình dung nhé. Nào. Ví dụ như là 3 cộng 3. Đây, không có 3 để cộng phải không nhỉ? Và chúng ta sẽ thực hiện thao tác là ra 5. Nào, anh bạn nhỏ của 3 là 2 phải không nhỉ? Sẽ thực hiện thao tác là ra 5 vào 2. Đấy, chúng ta chỉ cần dạy trẻ như thế thôi. Và trẻ làm sẽ rất tốt. Đấy, trẻ nhớ rất tốt. Mỗi bài chúng ta sẽ dạy một phép tính như này. Với một loạt những bài tập đấy, Thì các video của tôi đã có đầy đủ rồi. Bạn chỉ cần lấy và cho trẻ làm thôi. Đấy, cực kỳ đơn giản. Đấy, 3 cộng 3 này. Đấy, ra 5 vào 2. 2 là anh bạn nhỏ của 3. Và bản chất của phép tính này đó chính là à, 3 bằng 5 2. Đấy, tức là 3 đây. Bây giờ sẽ cộng thêm 3 nữa. Cộng thêm 3 nữa nghĩa là à, bằng 5 2. Tức là cộng 5 này là ra 5 trừ 2 thu 2. Đấy, kết quả bằng 6. Tiếp tính tiếp theo. 4 cộng 2 à không có 2 để cộng. Nên sử dụng anh bạn nhỏ của 2 là 3 là ra 5 vào 3. Đấy. Ra 5 vào 3. Và bản chất ở đây ra 5 tức là cộng 5. Vào 3 nghĩa là trừ 3. Đấy, bởi vì chúng ta ở đây sao? Chúng ta không có 2 mà. Nên chúng ta phải gián tiếp sử dụng thông qua à ngón 5. Đấy, ra 5 vào à 3. Đấy, kết quả bằng là bằng 6. Nào ví dụ tiếp theo với anh bạn nhỏ của 1 này, 4 cộng 1. Đấy, không có 1 để cộng nên sử dụng anh bạn nhỏ của 1 là 4 là ra 5 vào 4. Và bản chất ở đây là 1 bằng 5 trừ 4 ra 5 nghĩa là cộng 5 trừ 4 nghĩa là thu 4 về kết quả bằng bằng 5 Đấy. Và tương tự với anh bạn nhỏ Trong cái phép cộng Thì anh bạn nhỏ trong phép trừ cũng vậy Trừ 4 tức là bằng Trừ 5 cộng 1 Trừ 3 bằng à, Trừ 5 cộng 2 Trừ 2 Chính là bằng à, Trừ 5 cộng 3 Trừ 1 Chính là bằng Trừ 5 cộng 4 Đấy, rất là đơn giản đây, à, tôi lấy ví dụ à, thứ nhất trước. Đây, ví dụ trong trường hợp mà anh bạn nhỏ của 4 là 1. Tôi có 8. Đây, 8 trừ 4. Đây, đấy, có 4 thì trừ không? là không có. Phải không nhỉ? À, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 4 là 1. Là vào 5 ra 1. Đấy, nó ngược lại so với phép cộng nhé. Với phép cộng là chúng ta ra 5. Thì với phép trừ là chúng ta vào 5. Và kết quả đây bằng 4. Đây. Đây 8 đây, 8 trừ 4, trừ 4 đây nghĩa là trừ 5 cộng 1. Đấy, và thao tác chúng ta vào 5 chính là thao tác mà chúng ta trừ 5, còn cộng 1 chính là chúng ta thực hiện thao tác là ra 1. Đấy. Rồi, ví dụ khác. Với anh bạn nhỏ của trừ 3. 7 7 trừ 3. Rõ ràng là này, ở đây chúng ta không có 3 để trừ Lúc này thì sao? À, chúng ta sử dụng anh bạn nhỏ của 3 là 2 Và thực hiện thao tác là vào 5 ra 2 Đấy, Chúng ta cứ dạy như vậy trẻ nắm bắt rất nhanh Phản xạ cực kỳ nhanh Nhưng với chúng ta là người lớn thì chúng ta cần hiểu nguyên lý của nó Thì ở đây 7 trừ 3 thì không có 3 để trừ Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng thông qua anh béo là 5 Đấy, Số 5 Tức là trừ 3 sẽ bằng trừ 5 cộng 2. Đấy, nên cái thao tác vào 5 này chính là trừ 5. Còn ra 2 chính là thao tác chúng ta cộng thêm 2. Đấy, và kết quả bằng bằng 4. Tương tự 6 trừ 2, 6 trừ 2 cũng không có hai để trừ. Nên à chúng ta sẽ thực hiện thao tác kết hợp, với anh bạn nhỏ của 2 là 3 là vào 5 ra 3. Và kết quả bằng bằng 4. Đấy. Và bản chất ở đây 6 trừ 2 chính là Trừ 5 cộng 3 Trừ 5 nghĩa là chúng ta thu 5 về Cộng 3 nghĩa là à, Chúng ta bung 3 ra Rất là đơn giản như Trừ 1 nè 5 trừ 1 là không có 1 để trừ Nên kết hợp với anh bạn nhỏ của 1 là 4 Là vào 5 Ra 4 Kết quả bằng bằng 4. Đấy. Đây 5 trừ 1. Đấy thì sẽ bằng Đây, trừ 1 ở đây, tức là bằng trừ -5 cộng 4. Nên cái thao tác vào 5 chính là trừ -5 cộng 4 nghĩa là, là chúng ta à, bung 4. Thế thì à, có thể rằng là một số bạn chưa hiểu, bạn cứ xem đi xem lại khoảng vài lần, chắc chắn bạn sẽ hiểu. Nó cực kỳ đơn giản. đấy là cộng trừ có kết hợp với anh bạn nhỏ tiếp tục tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cộng trừ có kết hợp với anh bạn lớn đấy, cộng trừ kết hợp với anh bạn lớn thì lúc này à, chúng ta sẽ thực hiện phép tính với những số lẻ trên cả hai bàn tay ở đây thì tôi đã lập ra một cái bảng đây cộng trừ đây bạn lớn đây bản chất trong trường hợp này anh bạn lớn là chúng ta sẽ sử dụng hàng ngón 10 như ở trên chúng ta thấy rằng là các cặp anh bạn nhỏ có tổng là 5 thì các cặp anh bạn lớn là có tổng là là 10 thì bản chất của việc cộng 9 đây chính là bằng cộng 10 trừ 1 Đấy. rồi tôi sẽ lấy một cái ví dụ các bạn dễ hình dung là ví dụ như 2 cộng 9 À, thì đây chỉ có tối đa là 7 thôi. Vậy không có 9 để cộng thì chúng ta sẽ sử dụng anh bạn lớn của 9 là 1 và thực hiện thao tác là ra 10, để ra 10 vào 1. Kết quả bằng 11. Bạn thấy không? Đây, 2 cộng 9 này. Cộng 9 tức là bản chất là cộng bằng cộng 10 trừ 1 này, tức bằng 10 trừ 1. Tức là cộng 10 chúng ta tức là chúng ta bung 10 ra trừ 1 là chúng ta thu một ngón về đấy kết quả bằng 11 cực kỳ đơn giản như thế đấy tương tự với giờ cả là trường hợp mà cộng 8 nhá tức là bằng cộng 10 trừ 2 đây ví dụ 3 cộng 8 nào có 8 để cộng không thì đây chỉ có 6 thôi và chúng ta sẽ sử dụng anh bạn lớn của 8 là 2 thực hiện thao tác là ra 10 vào 2. Đấy. Kết quả bằng à bằng 11 nhá. Vậy là ở đây chúng ta thực hiện là 3 cộng với cả 8 cộng với 8 thì chính là bằng cộng 10 trừ 2, cộng 10 đây tức là chúng ta bung 10 ra, trừ à, 2 tức là chúng ta thu 2 về. Đấy, nguyên lý của nó cũng gần giống như là trường hợp với cả cộng trừ với anh bạn bạn nhỏ nhưng khác ở chỗ là nó chúng ta thao tác trên cả hai bàn tay được chưa nhỉ rồi với cái trường hợp mà cộng tiếp theo là cộng với anh bạn lớn của 7 anh bạn lớn của 7 là mấy nhỉ à đúng rồi vì tổng là 10 nên là sẽ bằng 10 trừ 3 tôi sẽ lấy một ví dụ đó là 28 là 28 cộng 7 là có 7 để cộng không nhỉ à không ở đây là chỉ có uh, một ngón thôi Đấy, số 1 còn một thôi Vậy là cộng 7 chúng ta không có 7 để cộng nên sẽ sử dụng anh bạn lớn của 7 là 3 thực hiện thao tác là ra 10 vào 3 kết quả bằng à, uh, 35 không nhỉ nào tôi lại à thao tác này là 28 cộng 7 Đấy không có 7 thì cộng và cộng 7 bản chất ở đây là bằng cộng 10 trừ 3. Cộng 10 nghĩa là chúng ta bung 10. trừ 3 nghĩa là chúng ta thu 3 về. Đấy, kết quả bằng 35, cực kỳ đơn giản. Đấy, kết quả bằng 35. Đấy tương tự với cả là cộng trừ có kết hợp với anh bạn lớn là lớn là của 6. Đấy, cộng 6 sẽ bằng cộng 10 trừ mấy nhỉ? Đúng rồi, trừ 4. Này sẽ bằng cộng 10 trừ 5. Đấy, tương tự nhé các bạn nhé. Tương tự những phép toán như này. Do thời gian có hạn và để tăng cái hiệu quả thì tôi sẽ không giải thích bởi vì nó tương tự thôi, không có gì cả. Và nếu gì khó khăn bạn thì comment dưới video này, tôi sẽ giải thích tiếp cho bạn. Và cộng 4 sẽ bằng cả cộng 10 trừ 6 cộng 3 bằng cộng 10 trừ 7, cộng 2 bằng cộng 10 trừ 8, cộng 1 bằng cộng 10 trừ 9. Đấy. Cực kỳ đơn giản phải không nhỉ? À, tương tự với cái phép trừ của kết hợp anh bạn lớn cũng vậy. À ví dụ ở đây tôi có số 12. À, 12 trừ 9 À, không có 9 để trừ đấy bên tay trái cũng không được bên tay phải cũng được không được như vậy mà à, chúng ta sẽ sử dụng anh bạn lớn của 9 là 1 thực hiện thao tác là à, vào 10 ra 1= bằng, bằng 3 đấy. Vậy là trừ 9 đây chính là bằng trừ 10 cộng 1 đấy. nào à, tôi nói lại Trường hợp này 12 -9. À, trừ 9 Trừ 9 Chính là bằng Trừ 10 cộng 1 Trừ 10 nghĩa là à, chúng ta thu 10 về Cộng 1 tức là chúng ta à, Sẽ bung 1 ra Phải không? À, kết quả bằng bằng 3 à, Tương tự với anh Bạn lớn của 8 là 2 sẽ bằng Trừ 8 bằng trừ 10 Cộng 2 Nào, ví dụ như là 27 27 trừ 8 à, không có 8 để trừ vì vậy mà chúng ta sẽ sử dụng anh bạn lớn của 8 là 2 à, vào 10 ra 2 kết quả bằng 19 Đấy, 27 trừ 8 bằng 19 thì bản chất ở đây trừ 8 chính là bằng trừ 10 cộng 2 trừ 10 nghĩa là chúng ta thu 10 về cộng 2 tức là chúng ta bung 2 ra kết quả bằng 19 bạn thấy không cực kỳ đơn giản nó giống như là phép cộng với anh bạn lớn nó chỉ khác chỗ là nó ngược lại tương tự nhé với những ví dụ khác nhé thì bạn cũng cũng làm như thế nhé Đấy, trừ 7 cũng bằng trừ 10 cộng 3 trừ 6 cũng bằng à, trừ 10 cộng 4 trừ 5 bằng trừ 10 cộng 5 trừ 4 bằng trừ 10 cộng 6 trừ 3 bằng trừ 10 cộng 7 trừ 2 bằng trừ 10 cộng 8 trừ 1 bằng trừ 10 cộng 9 Đấy, cực kỳ xúc tích và đơn giản như vậy bản chất của cái việc là tại sao chúng ta lại bung ngón này ra thu ngón kia vào nó chỉ là cần đó thôi đấy gặp bất kỳ một bài tập nào thì chúng ta thể áp dụng những cái uh, nguyên lý như này đấy và bạn hãy xem kỹ nhé xem đi xem lại nhé những cái trường hợp này tương tự thì không khác gì cả tiếp tục là tôi sẽ uh, hướng dẫn bạn cái phép cộng trừ có kết hợp với cả anh bạn lớn và anh bạn nhỏ đấy đây là một cái cách mà kết hợp đồng thời cả anh bạn lớn anh bạn nhỏ nên nó sẽ phức tạp vì vậy mà nó ở xếp vào cuối cùng sau khi đã học xong anh bạn lớn và anh bạn nhỏ đây đấy thì cái bảng này của tôi quý giá hơn trung tâm chỗ là tôi đã đúc kết chỗ này đấy, đúc kết được cái bảng này bảng này rất là giá trị để giúp cho bạn nhanh chóng hiểu được cái việc là kết hợp cộng trừ kết hợp với anh bạn lớn và anh bạn nhỏ như thế nào và cũng do cái nhu cầu là à, muốn giúp các bạn nên là tinh này sinh được về cái, à, sáng kiến như này để giúp các bạn tốt lên và dễ dàng nắm bắt được ở cái anh bạn lớn này bạn nhỏ trong trường hợp này nào 5 cộng 9 là 5 cộng 9 là 5 cộng 9 à có 9 để cộng không bạn nhỉ nào, có 9 để cộng không 5 cộng 9 Cộng 9 Đấy thì Muốn làm được cái trường hợp này thì Bạn phải tương đối Nhuần nhuyễn một chút trong cái việc là thực hiện Cái phép cộng Trừ có kết hợp với anh bạn nhỏ và anh bạn lớn Thì cộng 9 ở đây Chúng ta còn nhớ đó là chính là chúng ta sẽ thực hiện thao tác gì nhỉ Ra 10 vào 1 Phải không Phải không nhỉ 9 tức là bằng 10 trừ 1 mà Tức là ra 10 vào 1 Đấy. 5 cộng 9 Đây tôi có thể ghi chi tiết một chút Tính bằng 5 Cộng với cả 10 Trừ 1 Đấy 5 cộng 9 Còn 10 trừ 1 Tuy nhiên Bên này có 1 để trừ không À không phải không Mà Trừ 1 Nghĩa là đây chúng ta sẽ thực hiện thao tác trừ 1 ở bên tay phải này Trừ 1 Đấy 5 trừ 1 à, có một để trừ không nhỉ? À, không, chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của một là 4 và thực hiện thao tác là vào 5 ra 4. Kết quả bằng à 14. Cực kỳ đơn giản phải không? Đấy. Cái thao tác thứ nhất là chúng ta sử dụng anh bạn lớn này, thao tác của anh bạn nhỏ. Đây. 5 cộng 9, không có 9 để cộng. Đấy, 5 cộng 9 này sẽ thực hiện thao tác này, ra 10 vào 1 nhưng không có 1. Đấy, vào 1 tức là trừ 1. Trừ 1 chúng ta thực hiện thao tác bên tay này. Đấy, thì không có nên chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 1 là 4 là vào 5 ra 4. Kết quả bằng 14. Đấy. Tiếp nha Là với trường hợp mà cộng trừ kết hợp với anh bạn lớn và anh bạn nhỏ, với trường hợp là cộng 8. Là 5 cộng 8. À chúng ta không có 8 để cộng và chúng ta cứ thực hiện như bình thường, cộng 8. Anh bạn lớn của 8 là 2 thì chúng ta cứ ra 10 vào 2 nhưng vào 2 đây có đủ phải không vào 2 nghĩa là chúng ta trừ 2 phải không vào 2 chúng ta thu 2 lại là trừ 2 nhưng không có 2 để trừ nên chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 2 là 3 là vào 5 ra 3 kết quả bằng 13 Đấy, đơn giản phải không tương tự với số 6 vậy nhé Đấy tôi để số 6 đây tức là trường hợp 5 cộng 8 cũng như 6 cộng 8 cũng y hệt như vậy đây, tôi lấy một ví dụ khác là 26 đi, Đấy, 26 hoặc là 6 cũng được, 16, 26, 36, 46, 56 bao nhiêu 6 cũng được nhá. Thì cộng với 8 nó sẽ đều xảy ra cái trường hợp như thế này. Ví dụ 26 cộng 8 thì chúng ta thực hiện thao tác ờ, không có 8 để cộng mà, Nên thực hiện thao tác là ra 10 vào 2, ra 10 vào ra 10 rồi, vào 2 không có 2 để vào, anh bạn nhỏ có 2 là 3 Nên là vào năm già bà Kết quả bằng là 34 Đấy kết quả 34 Bạn thấy đơn giản không nhỉ Rất đơn giản Tương tự nhé Với những trường hợp mà dưới này cũng vậy Ví dụ như đây tôi lấy 7 đi Bạn làm 5 với 5 tương tự Ví dụ 17 Cộng 7 Đấy, 17 cộng 7 cộng 7 Không có 7 để cộng Nên sẽ ra 10 vào 3 Nhưng đây có 3 để vào không? À không có 3 để vào phải không? Không có 3 để vào Nên chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 3 là 2 Là vào 5 ra 2 Kết quả bằng à, 24 Đấy chưa nhỉ? À, rất đơn giản như thế Tương tự với phép cộng này cũng thế nhé Đây tôi lại lấy một ví dụ khác hẳn là 56 đi là 58 đi 58 đi Để 58 cộng 6 cộng 6 thì không có 6 để cộng nên thực hiện thao tác là ra 10 vào 4 nhưng mà đây không có 4 để vào vào 4 nghĩa là trừ 4 nhưng không có 4 để trừ nên sử dụng anh bạn nhỏ 4 là 1 và thực hiện thao tác là vào 5 ra 1 kết quả bằng đúng rồi 64 và tương tự với khắp trừ kết hợp cả anh bạn lớn và anh bạn nhỏ cũng vậy ví dụ như 14 14 hoặc là 24 cũng được không sao cả Đấy, 24 34 cũng được không sao cả này, ví dụ như 14 đây nào 14 trừ 9 có 9 thì trừ không à không nên chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 9 là 1 thực hiện thao tác là vào 10 ra 1. Đấy vào 10, nhưng bên này có 1 thì ra không? À không, ra 1 nghĩa là cộng 1. Được không? Cộng 1 và chúng ta sẽ sử dụng anh bạn nhỏ 1 là 4, thực hiện thao tác à, ra 5 vào 4. Kết quả bằng hạt à, 5 phải không nhỉ? Hoặc là à, có một cái cách khác để giúp bạn dễ hình dung hơn, dễ làm hơn như này. 14 này trừ 9 chữ 9 thì là vào 10 là ra 1. Ra 1 nghĩa là cộng 1. Mà 4 đây là 4 cộng 1 là mấy? Là 5 phải nhỉ? 4 lên cộng 1 là 5. Ừ. Kết quả bằng 5. Đây một ví dụ khác nhé. Đây ví dụ như bạn thể sử dụng 14, 13 rồi là 23, 33, 4 43, 53 đều được hết, đều như thế cả nhé. Đây ví dụ tôi đây trường hợp 23 đi cho nó khác lên một chút. Nào, 23 8 có 8 thì trừ không? À không. Nên thực hiện thao tác là vào 10 ra 2. Đấy, vào 10 rồi mới ra 2. Ra 2 có 2 để ra không? À không. Nên sẽ sử dụng anh bạn nhỏ của 2 là là 3. Đấy, tức là ra 5 vào 3. Kết quả bằng 15. Cực kỳ đơn giản. Hoặc là vẫn như cái cách trước tôi đã hứa, vừa hướng dẫn bạn là 23 này, trừ 8 trừ 8 nghĩa là gì à, không có 8 để trừ nên là sẽ là vào 10 ra 2 ra 2 tức là cộng 2 và đây có 3 rồi 3 cộng 2 bằng mấy đúng rồi bằng 5 Đấy. rồi ví dụ như trường hợp này là 12 bao nhiêu được số bao nhiêu được nhưng viễn trong cái phạm vi 99 nhé à, 42 đi được chưa nào, 42 trừ 7 có 7 để trừ không? À, không. Nên sẽ sử dụng anh bạn lớn của 7 là 3. Thực hiện thao tác là vào 10, lại vào 10 ra 3. Có 3 để ra không? À không. Ra 3 nghĩa là cộng 3. Không có 3 để cộng. Nên sử dụng anh bạn nhỏ của 3 là 2 là ra 5 vào 2. Kết quả bằng à 35. Đó, đây là 61 chẳng hạn. Đây. Nào tiếp tục cuối cùng nhé, ý cuối cùng nhé. 61 trừ 6. Nào, 61 trừ 6, không có 6 để trừ nên thực hiện thao tác là vào 10 ra 4. Nhưng mà có 4 để ra không? À không. Đấy, không có 4 để ra nên sử dụng anh bạn Nhỏ của 4 là 1 Mình thực hiện thao tác là ra 5 vào 1 Kết quả bằng 50 năm Đấy, bạn thấy có thấy đơn giản không? Rất đơn giản phải không? Thế thì bạn cứ xem đi xem lại nhé Bạn xem nếu mà đến 3 lần mà chưa hiểu Hoặc là không hiểu một chỗ nào đó Thì bạn hãy comment dưới video này tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ bạn Cho đến khi bạn hiểu thì thôi Nhé và đây là một cái tâm huyết của tôi tôi rất là muốn bạn hãy nhanh chóng tìm hiểu nó cũng như chia sẻ video này để lan tỏa cái giá trị thú vị của cái môn này để các con của chúng ta các học sinh của chúng ta không còn phải khổ không còn phải vất vả cũng như không còn phải bị áp lực và giúp con tự tin hơn trong việc học tập trong việc là sử dụng các con số và rất là vui được làm quen với các bạn và hẹn gặp lại bạn ở video sau 拜拜。Bye bye.